thời gian của chị là rất quan trọng. Nhiều khi quá bận rộn mình quên mất mình là ai. Chuyện cơm áo gạo tiền, đến thời gian cho con cái hay nghỉ ngơi còn không có. Thì lấy đâu ra thời gian để làm đẹp, dưỡng da. Người ta vẫn nói, thanh xuân là của chồng, thời gian là của con, còn xấu là của chị. Quá bận rộn đến mức không còn thời gian cho bản thân, rồi xấu đi chồng bỏ gì ngoại tình, con lớn lên đi học xa nhà, chị còn lại là cụ bà già nuôi đơn độc. Hãy đẹp khi còn có thể, đừng chờ đợi nữa. Vì giờ đã có kem phê 4K Plus ban đêm là cứu cánh cho các chị em rồi. Trong video này shop sẽ giới thiệu thêm nhiều công dụng của kem face 4K Plus ban đêm để chị em có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp cho mình nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem 4K Plus ban đêm có những công dụng tuyệt vời như cung cấp nước, dưỡng ẩm, dưỡng trắng da, chống lão hóa giúp cho da đàn hồi, căng bóng mất mịn hơn, đồng thời giúp xe khít lỗ chân lông, thấm sâu vào da, hơn nữa còn giúp đẩy mụn ẩn sâu ra bên ngoài, làm da sạch sâu hơn. Kem 4K Plus ban đêm được nghiên cứu để sử dụng vào ban đêm, khi mà cơ thể nghỉ ngơi thì da bắt đầu có những quá trình hồi phục và tái tạo nên khi sử dụng kem 4K Plus ban đêm sẽ hỗ trợ chăm sóc phát triển nuôi dưỡng, cho làn da nên kem sẽ phù hợp với những bạn nào cần nuôi dưỡng da, muốn xe khít lỗ chân lông hay nuôi dưỡng trắng da, da căng bóng đàn hồi hơn thì nên sử dụng kem 4K Plus ban đêm. Tuy nhiên nếu có điều kiện thì bạn nên sử dụng nguyên cả bộ kem đêm và kem ngày thì sẽ đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Vì một lý do nào đó, bạn chỉ muốn sử dụng kem ban đêm thì cũng được, nhưng mà hiệu quả sẽ không cao như khi sử dụng cả bộ kem ngày và kem đêm. Khi tìm hiểu mua hàng thì bạn nên tìm hiểu ở những nơi bán hàng uy tín là được, tại vì kem này hàng giả rất nhiều. Kem 4K Plus hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là, bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem 4K Plus hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.